Một thông tin vui liên quan tới tình hình dịch bệnh COVID-19 ở nước ta. Theo thông tin từ Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19, tính đến 6 giờ ngày 9 tháng 5, cả nước không ghi nhận thêm ca mắc mới. Như vậy, trong 23 ngày qua, Việt Nam không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng. Trong 288 ca mắc, số ca điều trị khỏi là 241 ca, chiếm 84%. Số ca dương tính với SARS-CoV-2 là 33 ca, chiếm 11%. Số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 10 ca, chiếm 4%. Và số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2 là 4 ca, chiếm 1%. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 14.403 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 175 người, chiếm 1%. Cách ly tập trung tại cơ sở khác 6.145 người, chiếm 43%. Cách ly tại nhà nơi lưu trú 8.083 người, chiếm 56%.